Chào tất cả các bạn đã quay trở lại channel Code là Ghiền. Cái video này chúng ta sẽ nói về event Biden, tức là những cái mà event mà giống như ví dụ như mình click hay là nói chung là đại khái mình muốn cái dữ liệu từ ở bên HTML mà đi vào bên trong cái code. Thì chúng ta sẽ nói luôn về giống như là two ways Biden luôn, tức là cái sự liên kết hai chiều giữa giữa cái code với lại cái HTML. Ok, rồi chúng ta bắt đầu nha. Rồi thì trước nhất là cái event, tức là những cái sự kiện, thì làm sao mình bắt được những cái sự kiện đó ở bên trong cái code của mình. Ở này là ngoài HTML, ví dụ như mình viết như vậy thì mình refresh rồi, mình sẽ thấy có cái button không? Bây giờ mình nhấn vào cái button này, mình muốn bên trong nó bắt được cái sự kiện đó, được sự kiện người ta nhấn. Ok, thì chúng ta làm sao? Thì bây giờ đó là cái chiều ngược lại, là chúng ta muốn từ HTML vào bên trong cái code, thì chúng ta sẽ dùng cái kỹ thuật là cái cú pháp là cái dấu dấu móc đường, không phải cái dấu này, dấu ngoặc. Ok, thì mình sẽ dùng ở trong cái thẻ là button, tại vì mình bắt sự kiện ở trong đó mà, không? Thì bây giờ sự kiện á, sự kiện của chúng ta là sự kiện click, thì mình khi chữ click đó, là bấm, không? Thì sự kiện á, mình sẽ gọi một cái hàm ở bên trong cái code của chúng ta. Ví dụ như mình gọi cái hàm nó gọi là reset name đi, mình nói ví dụ như vậy, không? Mình mở ngoặc đóng ngoặc đó, cái này cái tên của một cái hàm thôi, một cái function thôi, nó dễ ẹt thôi, không? Giống như là cái kỹ thuật chúng ta học lập trình thôi, không? Là một cái hàm này. Đó. Thì bởi vì cái giống như là mình xài cái Angular cũ á, thì nó không có báo lỗi, nhưng mà Angular mới á, thì chúng ta sẽ thấy đây nè, nó ghi nè, không? Cái property reset name mà nó không có tồn tại nè, đại khái vậy. Thì cái Angular mới á, nó làm hay hơn cho mình là nó kiểm tra mấy cái đó, giống như là đôi khi mình bị lỗi á, nó, tóm lại là nó cái function này nó chưa có trong backend, ví dụ như backend của frontend đó nghe các bạn. Ok, thì chúng ta sẽ viết như sao? Ví dụ như mình nói public cho nó chắc ăn, đã hướng dẫn cho các bạn là mình muốn public hay là private thì mình ghi nó rõ, giống như vậy mình không ghi nè, thì giống như public, tùy ngôn ngữ nó có thể nó là private nào này nọ, cho nên chúng ta chắc ăn thì chúng ta ghi cho nó rõ thì dễ hơn, không? Thì một cái hàm thì nó có trả về, mình không muốn trả về hết thì mình để void. Thì cái đời cũ thì nó không có báo lỗi gì, đời mới thì nó cũng không phải báo lỗi gì mà nó làm cho nó rõ ràng hơn thôi. Ok, trong cái hàm này chúng ta muốn console log ra, tức là mình muốn in ra, không? Cái hàm nó tên gì thôi đó. Ok, thì mỗi khi mình đó, khi mà mình xếp lại đó, thì cái code nó chạy làm sao? Cái này là một cái thẻ button, khi mà nó thấy cái dấu ngoặc đơn thì nó gọi là cái event, là một cái sự kiện. Thì sự kiện này mình có ví dụ như mouse over, enter hay là click bấm rồi này nọ đó, thì khi mà mình làm cái sự kiện đó thì nó sẽ gọi cái function cho mình. Ok, thì gọi function này thì mình chỉ in ra cái console log thôi. Ấy, cái này terminal. Rồi, thì chúng ta thấy cái code ở bên đây không có, mình xóa hết đi ha. Mình nhấn reset tên thì nó gọi cái reset name nè, các bạn thấy không? Mỗi lần mình bấm thì nó gọi, không? Đó, ok. Thì tức là những cái sự kiện ở bên ngoài HTML là ở bên trong cái code của chúng ta đã bắt được cái sự kiện đó rồi. Ok, là coi như là chúng ta thành công rồi. Ok. Rồi, thì bây giờ đó là thêm một cái thứ hai. Ví dụ như các bạn nhớ mấy cái video trước, mình có cái dấu dấu móc vuông, không? Tức là mình muốn lấy cái giá trị từ bên trong ra bên ngoài. Đó, thì chúng ta làm như vậy đúng không? Đó, ok. Thì mình save. Thì khi mà các bạn chạy thì mình thấy chữ huyền huyễn cái này, đúng không? Ok. Đó, thì cái đó là video trước. Bây giờ đó chúng ta coi sự biến hóa từ bên trong với bên ngoài nó ra thế nào. Ok. Thì mỗi lần á mình thay đổi cái tên này, mình muốn nó chào bạn cái tên khác, thấy không? Ví dụ như mình chạy vào đây mình nói này đi, thì cái này nó đâu có thay đổi đâu, không? Mình muốn cái thằng này thay đổi, cái thằng này thay đổi theo luôn đó. Ok, thì thường mình viết cái JavaScript thùng rồi này nọ đó. Ok, mình bắt cái sự kiện là khi mà người ta nhấn có cái sự thay đổi thì nó gọi một cái hàm, rồi cái hàm thay đổi thì nó gọi cái này, nó get document by id rồi này nọ, nó cho cái này lại khác, cái giá trị khác. Ok, thì trong Angular chúng ta sẽ không làm như vậy, chúng ta làm đơn giản hơn nhiều. Ok, rồi thì bây giờ chúng ta
khi mà cái giá trị nem này nè, nó có giá trị ở bên trong, nó là cái gì đó không cần biết, thì bên ngoài nó sẽ chào bạn cái tên đó. Nhưng mà bên ngoài thay đổi thì nó không có đưa vào bên trong được. Thì muốn đưa vào bên trong được thì nó sẽ, chúng ta sẽ dùng cái kỹ thuật giống như là bên ngoài HTML đưa vào bên trong thì mình sẽ dùng cái dấu ngoặc đơn. Đó. Thì nó gọi là ng model. Ok. Thì cái tên của nó là như vậy. Nhưng mà mình phải cái dấu cái dấu móc đơn. Ok, bây giờ đó bắt đầu nó coi nó sai sai cái gì nè ha. Cái event đó sai cái gì. Ok, coi. Rồi thì bây giờ chúng ta coi cái code mà nó dịch, nó báo lỗi gì. Nó nói cái event này not accessible to type string. Đại khái cái ý tưởng á, là nó nói cái này á, của mình á, là cái thẻ input. Bây giờ đó Angular nó chưa có biết. Đó, mình phải khai báo. Ok, thì mình ra ngoài giống như cái tutorial rồi này nọ. Nó sẽ báo là chúng ta phải import cái form. Ok, thì bây giờ cái form mình có chưa? Bây giờ mình phải import. Như vậy thì cái này, ôi sao làm gì mà rắc rối quá, JavaScript thuần đâu có đâu. Nhưng mà các bạn yên tâm, giống như những cái thứ này đó là lần đầu tiên mình làm thôi, rồi sau đó là mình không có đụng tới nữa. Ok, thì chúng ta vào cái app module, mình import cái form, ok. Ví dụ như copy cái này đi. Rồi. Để hướng dẫn cho các bạn, ok, app module nè. Tức là cái chúng ta, phải không? Giống như những cái component mà nó mình cần có đó là mình phải khai báo ở đây ha, cái thư viện chánh đó, mình import cái form module đó, tức là Angular nó phải gọi ok input đồ này nọ là cái form. Thì khi mà import vô thì mình cũng import ngay chỗ này ha, xuống này đại khái như vậy. Ví dụ mình save coi nó còn báo error nữa không ha, coi bên dưới. Lần này nó hên quá ha, nó được ha. Thì khi mà mình viết web á, web app á, thì chắc chắn là mình sẽ đụng tới cái form là đơn đồ này nọ, thì chúng ta chỉ cần import cái form này ở trong cái app.module thôi. Ok, rồi, thì quay trở lại cái code của HTML là chúng ta giải thích lại là mình sẽ dùng cái cú pháp nó gọi là ng model, rồi mình dùng cái móc mở ngoặc thì tức là những cái thứ gì ở bên ngoài HTML nó đều truyền vô trong hết, nó truyền vô trong giống như là cái nãy mình có hướng dẫn nói. Ok, rồi sau khi nó gặp cái này tức là ở bên trong nó truyền lại bên ngoài đó, thấy không? Mình có thể viết thành cái cách khác cũng được, nhưng mà cái đây là cái cách gọi là ngắn nhất. Ok, thì mình chỉ làm vậy thôi, ở bên trong cái code của chúng ta không có chỉnh sửa gì hết trơn. Ok, coi nó chạy sao cái đã rồi tính tiếp. Ok, thì lần đầu tiên bạn cho cái giá trị mặc định là Huy Nguyễn đúng không? Rồi ví dụ như mình cách ra mình đánh 123, ok. Thì các bạn thấy điều kỳ diệu gì xảy ra? Ok, nhỏ lại. Thì tức là đó, khi mà mình thay đổi cái giá trị trong cái thẻ input này thì tự động là những cái chỗ khác ở trên cái HTML này nó đều nhận cái giá trị mới hết. Đó, các bạn thấy không? Thấy hay là cái chỗ đó. Không, đó, ok, đó. Rồi, thì bây giờ chúng ta muốn reset cái tên. Bây giờ mình muốn, khi mà mình bấm cái này, mình muốn nó quay lại cái mặc định, thì chúng ta làm sao? Rồi thì dễ quá mà, giống như là ví dụ mình reset cái tên thì nó gọi cái hàm reset, đúng không? Đó, bấm gọi hàm reset. Thì cái chỗ này mình muốn gì? Mình muốn cái tên nó quay lại cái tên cũ. Mình nói thí dụ như vậy. Thì mình vào cái code của chúng ta. Ví dụ như mình nói, reset tên, mày muốn reset nó làm sao? Mày muốn nó reset nó, thí dụ như bằng empty đi, thì mình sẽ làm như vậy. Mình nói this tức là nguyên cái component của chúng ta đó, ok, rồi chấm cái nó hiện nó mớm sẵn cho mình là ok những cái biến mà mình có nè, không cái biến tên nè, không đó, thì chúng ta gán nó bằng empty, không rồi chỉ cái đơn giản vậy thôi. Rồi mình coi bên ngoài, ví dụ như mình đánh tùm lum, không là mình reset tên thì giá trị cái tên của mình nó sẽ bằng empty lại, ha. Đó, ok, rồi bạn thấy không? Đó, chào bạn chưa có không? Ha. Đó, mình đánh tiếng Việt cũng được. Ví dụ như mình nói tôi đi chợ cũng được. Đó, ok. Rồi. Ok,
Rồi, bây giờ tóm lại. Tóm lại đó là hôm nay là chúng ta học được cái event. Event nó bắt cái event. Tức là mình có bắt những cái sự kiện ở bên ngoài HTML nó vào trong cái code. Mình gọi cái một cái function. À, rồi tùy theo cái function đó mình muốn làm gì mình làm. Okay. Rồi cái thứ hai chúng ta học được nữa đó là cái nó gọi là two-way binding. À, ở bên ngoài với bên trong. À, giống như nó liên kết như thế nào. Khi mà chúng ta đánh được một cái chữ thì nó tự động nó gửi về bên trong, mình không cần phải get by element hay gì hết trơn á, không get document gì hết trơn á, JavaScript giống như là thuần đó là nó chịu thua mấy cái này mình ngồi mình viết mệt lắm đó, thì nó thay đổi cái những cái chỗ nào mà nó xài cái giá trị cái biến đó, không đó. Ok rồi, thì về cái code của chúng ta rất là đơn giản. À, ở bên ngoài HTML thì chúng ta sử dụng gọi là ng model. Thì khi bất cứ khi mà mình học Angular, bất cứ những cái thẻ nào mình thấy một cái dấu ngoặc đơn này, cái dấu ngoặc ấy là mình biết cái đó là mình muốn gửi vào ở bên trong cái code. À, tức là mình gọi cái function ở bên trong cái code. Ok. Thì khi nào mà mình thấy cái thẻ nào mà nó có cái dấu ngoặc vuông này thì chúng ta biết là nó lấy cái giá trị bên trong của cái code nó đem ra bên ngoài. Ok, chỉ đơn giản vậy thôi. Ok, là mình muốn hiển thị thì mình dùng cái móc hay cái móc row, mình hiển thị bên ngoài cái thẻ, còn hiển thị bên trong cái thẻ thì chúng ta sẽ dùng cái móc đơn hoặc là hai cái móc row nó cũng được luôn. Ok rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi nha, hẹn gặp lại các bạn ở những video kế. À, bye bye.